bóng ra ngoài, mở vào điểm cho Bình Nguyên 1-0. Và những pha bóng đầu tiên của trận đấu, hai đội tỏ ra cũng rất dè dặt để bám được ý đồ tấn công của đối phương. Đường bóng bây giờ vẫn còn đang rất là hiền. Và như thế là đội Bình Nguyên đánh bóng hỏng, mở ra điểm cho Quang Lực 1-0. Cứu bóng của đội Bình Nguyên không thành công. Điểm cho Quang Lịch 2-1. Và rất tiếc đội Quang Lịch đánh bóng ra ngoài, mở ra điểm cho Bình Nguyên 2-0. Nhưng hai đội vẫn chưa có một pha dứt điểm nào. Rất tiếc, cú đánh vừa rồi của đội Quang Lịch không thành công. Điểm cho Bình Nguyên 3-2. Bóng ra ngoài, mở ra đường cho Quang Lịch 3-0. Vâng, pha vào bóng rất là tuyệt vời của đội Quang Lịch đã đem thêm một điểm nữa cho Quang Lịch 4-3. Pha cứu bóng không thành công của đội Bình Nguyên, điểm cho Quang Lịch 5-3. Đừng bỏ bay. Rất là bất ngờ, đội Bình Nguyên đã ghi thêm được một điểm nữa, 4-5. Rất tiếc pha bóng vừa rồi không qua lưới, đổi ba điểm cho Quang Lịch 6-4. Nhưng đội Bình Nguyên được quân lực ra đỡ và được cho Bình Nguyên 5-6. Rất tiếc cho đội quân lực vừa rồi. Tỷ số hiện nay được cân bằng 6-0. Come on.
không cứu được pha bóng vừa rồi. Mở ba điểm cho Quang Linh 7-6. Điểm cho bóng quân bật bèo. Bóng chạm tay của Quang Lịch ra ngoài. Điểm cho Bình Nguyên 8-7. Những pha nhảy lên đập bóng của đội Bình Nguyên. Pha bóng đang rất là đã có còi của trọng tài rất với kỹ thuật của đội Bình Nguyên. Điểm cho đội Quang Lịch 8-0. Thank you.
Rồi, tiếng còi của trọng tài đã cất lên rồi. Vẫn là phạm lỗi kỹ thuật chân mới của đội Bình Liên. Điểm cho Quốc Lực 12 đều. Vâng, một pha bóng không hiểu ý của đội Bình Liên. Điểm cho Quang Lịch 13-12. Và bây giờ đội Quang Lịch đang tạm dẫn trước. Tỷ số cách biệt mới chỉ là một bàn thôi. Đội Bình Liên có sự thay đổi người. Điểm cho Quang Lịch 14-12. Chúng ta trọng tài đã cất lên rồi. Điểm cho đội Quang Lịch 15-12. Bóng ra ngoài, điểm cho Quang Lực 16-12. Rất tiếc pha bóng vừa rồi không thành công. Đổi ra điểm cho Bình Nguyên 13-16. Bóng ra ngoài, điểm cho Quang Lịch. Điểm Bình Nguyên 14-16. Điểm cho Bình Nguyên 16-17. Và như vậy cách biệt chỉ còn là một bàn nữa thôi. Liệu đội Bình Nguyên có gỡ hòa được trong pha bóng này không? Chúng ta hãy chờ xem. Rất tiếc pha bóng vừa rồi, đội Quang Lịch đổ bóng ra ngoài.
17 đều. Tỷ số đã được cân bằng 17 đều cho cả hai đội. Trận đấu đang diễn ra ở tư thế giằng co. Hai đội liên tiếp dượt bỏ tỷ số với nhau. Từ đầu trận đấu đến giờ thì chúng tôi quan sát thấy chị em chúng ta chưa thể hiện được sức mạnh của cánh tay phải của mình. Rất tiếc, pha bóng cuối cùng rồi, Bình Quân lại đánh bóng ra ngoài, điểm cho Quang Lực 18-17. Một pha bóng đầu tiên rất đẹp của đội Bình Nguyên, 18 đều. Trận đấu vẫn đang diễn ra rất cân bằng. Một điểm nữa dành cho đội Quang Lực, 19-18. Đã có tiếng còi của trọng tài cất lên rồi. Pha bóng vừa rồi đánh lại. Đang rất ủng hộ cho cả hai đội thi đấu trong buổi sáng ngày hôm nay. Một pha bóng hậu của đội Quang Lực, điểm cho Bình Nguyên 19 đều. Một pha bóng hậu của đội Quang Lực đã dẫn đến thêm một điểm nữa cho đội Bình Nguyên. 20-19. Một câu lời xin hội ý kỹ thuật. Xin mời hai đội trở lại sân để tiếp tục thi đấu. Hát xong về vị trí luôn nhá. Chuyển bóng.
và cuối cùng chiến thắng đã nghiêng về phía đội Bình Minh. Anh Út 19. Đi sang bên này. Bình Nguyên phát bóng. Bình Nguyên đưa ảo đổ ra điểm cho Quang Lịch. 1-0. Bóng ra ngoài, điểm cho Bình Nguyên 1-0. Yeah.
cho Quang Lực 5-8. Phát bóng ra ngoài để về điểm cho Bình Minh 9-5. Bóng tốt, điểm cho Bình Nguyên 10-5. Xin mời hai đội chúng ta trở lại sân để tiếp tục thi đấu. Tỷ số hiện nay là 10-5. Tạm biệt về phía đội Bình Nguyên. Thank you.
tiếp một pha câu hỏi của mời bạn lên đường cho con lịch 9-15. Xin mời hai đội trưởng của